Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Trang 30 của sách giáo khoa lớp 2 tập 1 bộ sách cánh diều. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần khởi động. Chúng ta sẽ quan sát bức tranh. Và cho biết là bức tranh này vẽ gì nào? Bức tranh này chúng ta nhìn thấy có các quả trứng đúng không? Có 3 con vịt. Con đã nở ra và còn lại một số trứng thì chưa nở. Và ta thấy có tất cả là 12 quả trứng. Đã nở ra 3 con vịt. Ta có thể nêu thành bài toán như sau. Có 12 quả trứng vịt. 3 quả trứng đã nở thành vịt con. Hỏi còn lại mấy quả trứng chưa nở? Vậy để biết được là còn lại bao nhiêu quả trứng chưa nở thì chúng ta sẽ làm phép tính nào? Chúng ta sẽ lấy số trứng, tất cả số trứng là 12 quả, trừ đi số quả mà đã nở ra con vịt là 3, đúng không? Vậy ta sẽ lấy là 12 quả trứng trừ đi 3 quả trứng đã nở. Như vậy ta sẽ có phép tính là 12 trừ 3. Vậy thì 12 trừ 3 bằng bao nhiêu? Bây giờ cô sẽ có 12 chấm tròn. Để trừ đi 3 thì cô sẽ phải bớt đi 3, đúng không? Trừ đi có nghĩa là bớt đi. Có 12 chấm tròn, trừ đi 3 chấm tròn có nghĩa là bớt đi 3 chấm tròn. Và bớt đi 3 chấm tròn thì cô sẽ gạch chéo 3 chấm tròn. Bây giờ còn lại bao nhiêu chấm tròn? Để thực hiện, tính xem là còn lại bao nhiêu chấm tròn thì chúng ta sẽ thực hiện đếm bớt đi. Ở đây chúng ta trừ đi 3, vậy chúng ta sẽ đếm bớt đi 3. Bắt đầu từ 12. Ta sẽ có 12. Ta đếm từ 12. 12, 11, 10, 9. Như vậy sẽ còn lại là 9 chấm tròn. 12 chấm tròn bớt đi 3 chấm tròn, còn lại 9 chấm tròn. Vậy 12 trừ 3 bằng 9. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 1. Bài 1. Tính. Chúng ta quan sát hình thứ nhất có tất cả là 11 chấm tròn. Chúng ta đếm có tất cả là 11 chấm tròn. Và ở đây người ta đã gạch chéo 2 chấm tròn, có nghĩa là đã bớt đi 2 chấm tròn hay là trừ đi 2 chấm tròn. Chúng ta có phép tính là 11 trừ 2. Vậy để biết là 11 trừ 2, 11 chấm tròn trừ 2 chấm tròn còn bao nhiêu chấm tròn thì ta sẽ đếm bớt đi 2, bắt đầu từ 11. Bắt đầu từ 11, ta đếm bớt đi 2. 11, 10. Và đếm tiếp đến cái chấm tròn mà không bị gạch là 9. Như vậy còn 9 chấm tròn. Vậy ta có 11 trừ đi 2 bằng 9. Như vậy ở đây phép tính đó là 11 trừ 2 bằng 9. Tiếp theo, ở bên dưới chúng ta đếm xem có tất cả bao nhiêu chấm tròn. Ta đếm lần lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Như vậy có tất cả là 13 chấm tròn. Chúng ta nhìn thấy đã gạch đi 4 chấm tròn, có nghĩa là có 13 chấm tròn đã bớt đi 4 chấm tròn. Như vậy ta có phép tính là 13 trừ 4. Vậy 13 trừ 4 thì bằng bao nhiêu? Ta lấy 13 chấm tròn bớt đi 4 chấm tròn. Ta đếm bớt đi bắt đầu từ 13, đếm bớt đi 4. 13, 12, 11, 10, 9. Như vậy còn lại 9 chấm tròn.
Vậy ta có 13 trừ đi 4 bằng 9. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Bài 2 yêu cầu tính. Mười một trừ ba. Mười một trừ ba bằng bao nhiêu? Chúng ta quan sát ở đây có 11 chấm tròn, bớt đi 3 chấm tròn. Vậy ta sẽ đếm lùi lại 3, đúng không? Đếm bớt 3. Bắt đầu từ 11. 11, 10, 9, 8. Như vậy còn lại 8 chấm tròn. Ta lấy 11 trừ 3 bằng 8. Tiếp theo 12 trừ 4 bằng bao nhiêu? Có tất cả 12 chấm tròn, bớt đi 4 chấm tròn. Ta sẽ đếm bớt đi 4, bắt đầu từ 12. 12, 11, 10, 9, 8. Như vậy 12 chấm tròn bớt đi 4 chấm tròn còn 8 chấm tròn. Vậy 12 trừ 4 bằng 8. Tiếp theo ta có phép tính 13 trừ 5. 13 chấm tròn, bớt đi 5 chấm tròn, còn lại bao nhiêu chấm tròn? Ta sẽ đếm bớt 5, bắt đầu từ 13. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Như vậy 13 trừ 5 bằng 8. Tiếp theo là 14 trừ 7. Có tất cả là 14 chấm tròn, bớt đi 7 chấm tròn, còn lại bao nhiêu chấm tròn? Ta lấy 14 trừ đi 7 chấm tròn. Bớt trừ đi 7 chấm tròn cũng là bớt đi 7 chấm tròn. Ta sẽ đếm bớt đi 7, bắt đầu từ 14. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Như vậy còn 7 chấm tròn. Vậy 14 trừ đi 7 sẽ bằng 7. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 3. Bài 3 tính. Mười một trừ năm bằng. Mười một trừ năm ta đếm bớt đi năm, đúng không? Mười một đếm bớt đi năm, còn lại sáu. Vậy mười một trừ năm bằng sáu. Chúng ta có thể tính bằng cách là đếm bớt đi năm, hoặc chúng ta có thể nhẩm mười một trừ năm bằng sáu luôn. Bạn nào nhẩm được nhanh thì rất là tốt, không phải đếm, đúng không? Bạn nào mà nhẩm không cần đếm thì bạn ấy rất là giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tiếp là 12 trừ 5. Làm phép tính tiếp theo là 12 trừ 5. Đấy. Chúng ta có lấy 12 chấm tròn, ta bớt đi 5 chấm tròn. Đếm bớt đi 5 bắt đầu từ 12. Và chúng ta cũng có thể nhẩm 12 trừ 5 bằng 7. Đấy. Tiếp theo là 14 trừ 5. 14 trừ 5 bằng 9. Mười một trừ 6. 11 trừ 6 bằng 5. Mười hai trừ 6. 12 trừ 6 bằng 6. Mười ba trừ 6. 13 trừ 6 bằng 7.
theo chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Bài 4. Giải bóng đá nhi đồng năm nay có 11 đội tham gia. Vào tới trận chung kết chỉ còn 2 đội. Hỏi để vào đến trận chung kết có mấy đội đã bị loại? Bài toán đã cho biết gì? Bài toán đã cho biết giải bóng đá nhi đồng năm nay có 11 đội tham gia. Vào tới trận chung kết chỉ còn 2 đội. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi để vào đến trận chung kết có mấy đội đã bị loại? Bài toán yêu cầu chúng ta điền phép tính và điền kết quả vào câu trả lời. Để biết được vào trận chung kết có mấy đội đã bị loại thì chúng ta sẽ lấy số đội tham gia là 11 đội trừ đi số đội được vào trận chung kết là 2 đội này thì sẽ ra số đội bị loại. Ta lấy phép tính, ta có phép tính là 11 trừ 2. Bài 4. Phép tính. Mười một trừ hai bằng chín. Như vậy có 9 đội bị loại. Ta sẽ trả lời câu trả lời. Để vào đến trận chung kết có 9 đội đã bị loại. Ta điền số 9 ở ô trống này. Như vậy trong bài hôm nay chúng ta vừa học bài phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.